Trước những hoạt động tích cực của các người đẹp sau đăng quang, cư dân mạng đặt câu hỏi, hiện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi đang ở đâu? Mới đây, cư dân mạng chia sẻ khoảnh khắc hình ảnh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện ở công ty chủ quản, công ty Sen Vàng. Điều này khiến cộng đồng mạng xôn xao với câu hỏi, hiện Ý Nhi đang làm gì? Thắc mắc này cũng không khó hiểu vì từ sau khi đăng quang và vướng ồn ào phát ngôn, Hoa hậu Ý Nhi gần như biến mất, trong khi hai Á hậu Minh Kiên và Đào Thị Hiền hoạt động khá sôi nổi. Với hình ảnh mà cư dân mạng chụp lén được về Ý Nhi gần đây, nhiều người cũng mong đợi ngày trở lại của Ý Nhi với một diện mạo mới và hoàn thiện hơn. Theo một nguồn tin hậu trường, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đang trau dồi thêm một số kỹ năng mềm. Thế nên hàng ngày, ngoài giờ nghỉ ngơi, Ý Nhi có mặt ở công ty để hoàn thành chương trình học. Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang danh hiệu Miss World Việt Nam 2023 hồi tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, loạt phát ngôn gây tranh cãi của nàng hậu quê Bình Định đã khiến dân tình dậy sóng. Trước ực ào vả miệng, Hoa hậu đã lên tiếng xin lỗi nhưng dường như chưa thể xoa dịu được dư luận. Làn sóng chỉ trích thậm chí đòi tẩy chay Ý Nhi không hề dừng lại. Huỳnh Trần Ý Nhi là tân Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử sắc đẹp Việt bị tẩy chay ngay sau khi đăng quang. Thậm chí nhiều người còn yêu cầu nàng hậu trả lại vương miện, cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này. Một số nhãn hàng đăng tải hình ảnh của nàng hậu cũng nhận về bão phẫn nộ từ cư dân mạng, buộc phải tháo bỏ và viết tâm thư xin lỗi. Cư dân mạng thắc mắc hiện cô đang ở đâu? Sự việc khiến Ý Nhi phải chọn cách ẩn, không xuất hiện trước truyền thông từ đó cho đến hiện tại. Đây được xem là phương án hữu hiệu nhất dành cho Ý Nhi vì khoảng lặng này chính là cách để cô hoàn thiện bản thân cũng như xoa dịu công chúng. Vì là một hoa hậu nên Ý Nhi cũng có những sứ mệnh đặc thù tương ứng với vương miện mà cô được trao. Quá khứ bỏ qua, có lẽ Ý Nhi cũng mong được khán giả mở rộng vòng tay để cô có thể trở lại thực hiện sứ mệnh hoa hậu của mình với cộng đồng. Thế nên, đây chính là lúc khán giả nên mở rộng vòng tay của mình để đón Ý Nhi trở lại để xem cô đã thay đổi bản thân thế nào và để cô có cơ hội thực hiện sứ mệnh cũng như trách nhiệm của một hoa hậu đối với cộng đồng.